Để có đàn lợn rừng lai gần 200 con như hiện nay, bà Trần Thị Thu cũng đã từng bị thất bại khi mua những con giống đầu tiên về nhân đàn. Do chưa có kinh nghiệm nên đã có lúc cả đàn lợn có 4 con thì chết tới 3 con. Tuy nhiên, với bản tính của người nông dân chịu thương chịu khó, bà Thu đã tự tìm hiểu thông tin qua sách báo, TV, thậm chí đi một số mô hình chăn nuôi hiệu quả để học tập, nên đã đúc rút cho mình được nhiều kinh nghiệm trong lai tạo chăm sóc giống lợn rừng. Sang Hòa Bình với Phú Thọ mua được 3 con lợn, thì về nó lại không hợp khí hậu môi trường, mình không có kinh nghiệm. Thế chết mất 2 con, còn mỗi con. Thế từ một con đấy nuôi 4 năm nay rồi thì nó gây được một đàn lợn như này. Cái tháng đầu thì mình cho ăn tăng cái cắm gạo ấy. Cái cắm gạo để mình sát gạo ra, mình cho nó ăn xong rồi mình mới xong sang tháng thứ hai thì mình cho ăn cỏ, rồi cho ăn chỉ quãi ngô, quãi có cái gì sống đấy thì quãi cho toàn bộ nó sống hết, chứ không đun nấu cái gì. Từ chỗ chỉ có vài ba con lợn rừng lai được đầu tư ban đầu, bà Thu đến nay đã rất thành công với mô hình chăn nuôi với gần 200 con lợn rừng lai, có những lúc lên đến gần 250 con. Khi đã quen với việc chăn nuôi lợn rừng lai, thì bà Thu lại cho rằng dễ dàng hơn cả chăn nuôi lợn nhà. Nếu so với lợn kia nhà nhiều, cái thứ nhất là chi phí, cái kinh phí của nó hết ít. Thì toàn bộ là cái đồ tự nhiên, cỏ cây thì mình đi chặt được, mình không mất tiền mua. Thế còn ngô thì mình đong thì cho ăn bao nhiêu thì lên bấy nhiêu thôi, chứ cũng không cần cho nhiều. Thực tế, việc nuôi lợn rừng lai cũng không phải đầu tư quá nhiều về chuồng trại, bởi chỉ cần có diện tích đất vườn và đất đồi lớn để thả, khi hiểu được tập tính ăn ở và sinh sản thì rất dễ chăm sóc. Mặt khác, thức ăn của lợn rừng lai cũng rất đơn giản, chỉ là các loại thực phẩm tự nhiên sống như ngô, sắn hay cỏ voi, chuối, khoai lang. Chỉ cần sử dụng thêm chút bột cám ngô, cám gạo. Những năm gần đây, thịt lợn rừng lai là món ăn đặc sản bởi chất lượng thịt thơm ngon, tỷ lệ nạc cao và có hương vị đặc trưng rất được thị trường ưa chuộng, nên lợn rừng lai của gia đình bà Thu có những lúc không đủ bán. Sau 4 năm đầu tư chăn nuôi lợn rừng lai, giờ đây bà Thu đã chủ động trong việc nhân giống với 10 con lợn nái. Người dân quanh vùng ai có nhu cầu về con giống cũng được bà Thu cung cấp hỗ trợ. Không chỉ là hộ có mô hình chăn nuôi tiêu biểu, gia đình bà Trần Thị Thu còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội có nhiều đóng góp đi đầu trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Người ta làm tốt lắm, là một, hai nữa là gia đình nhà người ta có cái kế hoạch làm ăn, cho nên là các anh các chị đến nhìn thấy cái đàn gia súc của người ta đây. Ngoài cái này ra người ta còn có 18 con trâu nữa cơ. Là một cái hộ tiêu biểu thì chúng tôi đưa vào những cái hộ mà người ta sản xuất kinh doanh giỏi trong năm 2023. Với giá bán cao gấp từ 2 đến 3 lần so với lợn thường, nên việc chăn nuôi lợn rừng lai đã giúp gia đình bà Thu có thu nhập gần 300 triệu đồng một năm khi đã trừ chi phí. Cuộc sống khá giả so với mặt bằng chung ở địa phương, lo cho các con được học hành, có công việc ổn định.